Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin khi nào Phạm Minh Chính sẽ truất phế Nguyễn Xuân Phúc. Cho tới nay, danh sách tứ trụ là chắc chắn, đó là Tổng Bí Thư ông Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước được cho rằng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính và cuối cùng Chủ tịch Quốc hội là ông Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng là chính thức được xác định là Tổng Bí Thư khóa 13. Còn lại, ba người kia đều chưa được chính thức thông báo, còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Chính thức thông báo là khi nào báo chí nhà nước đưa tin và sự chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra ngay sau đó. Đó là sau kỳ họp của Quốc hội. Hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn đang làm công việc Thủ tướng. Ông Phạm Minh Chính vẫn làm công việc của Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Nên ông Nguyễn Phú Trọng chưa thể bổ nhiệm tân Trưởng ban Tổ chức thay ông Phạm Minh Chính cho được. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, người được chỉ định làm Thủ tướng thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Cũng tương tự như vậy, hiện nay bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn còn đang làm Chủ tịch Quốc hội nên Bộ Chính trị chưa thể bổ nhiệm tân Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Vương Đình Huệ cho được. Vậy là trong Đảng Cộng sản Việt Nam còn nhiều chức danh chưa được chính thức thông báo nên việc tiếp nhận ghế quyền lực vẫn chưa xảy ra. Vậy câu hỏi đặt ra là khi nào? Câu trả lời là sau vở kịch bầu Quốc hội theo dạng đảng cử dân bầu xong xuôi, thì khi Quốc hội khóa 15 nhóm họp lần đầu tiên, khi đó mới xác định được các chức mới và được thực hiện các cuộc chuyển giao quyền lực sau đó sẽ diễn ra ngay sau. Bao giờ thì diễn ra bầu cử Quốc hội, câu hỏi cũng được đặt ra, và bầu cử sẽ diễn ra như thế nào mặc dù nó chỉ là một vạn kịch rất lớn mà thôi. Theo pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử. Vậy, ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp 2015-2026 là ngày nào? Theo Điều 4 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 2015, Quốc hội quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Được biết, vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết số 133 về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ngày bầu cử trong điều kiện bình thường dự kiến là ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021. Đây là hình ảnh vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 sẽ là ngày diễn ra vở kịch bầu cử tại Việt Nam. Cuộc bầu cử này diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích của nó là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội lần thứ 13. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày. Theo quy định tại Điều 72 Luật Bầu cử, trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét quyết định. Và trường hợp đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cho đưa hỏng phiếu và phiếu bầu đến những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện bầu cử. Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban Bầu cử các cấp chỉ đạo tổ bầu cử cũng phải đưa hỏng phiếu phụ và phiếu bầu đến những cử tri này để nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi thực hiện chức năng thanh lọc ứng viên theo ý của Đảng. Thực chất, đảng cử dân bầu chỉ là một màn kịch diễn ra trong cả nước. Vì những ứng viên do Đảng đưa ra và dân bị bắt buộc đi bầu, trong khi đó họ không biết người mà họ bầu là như thế nào. Việc tổ chức và điều hành bầu cử có sự giám sát của Tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Họ chính là kẻ nhận mệnh lệnh của Đảng để chăn dắt cuộc bầu cử sao cho phải thành công tốt đẹp theo ý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành thông tư hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo hướng dẫn về bầu cử Quốc hội khóa 15 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trường hợp đặc biệt là trường hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn nhưng do đặc thù công tác không đạt tín nhiệm trên 50% theo quy định. Đây là công cụ để đơn vị này loại bỏ những đảng viên nào mà họ
cho là có tư tưởng lệch lạc so với yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một hình thức thanh trừng nhằm lọc ra những thành phần trong đảng mà có dấu hiệu tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là hình ảnh ông Trần Thanh Mẫn sẽ điều khiển Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thanh lọc ứng viên đại biểu Quốc hội. Theo đó, yêu cầu đề ra là công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm chỉ thị của đảng, sau đó họ sẽ loại những ai trong danh sách đen mà đảng không muốn họ ứng cử. Công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ bao nhiêu đó thôi. Về tổ chức các hội nghị hiệp thương, thông tri yêu cầu Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động đề nghị và thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp dự kiến phân bổ giới thiệu người ứng cử để danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cũng theo thông tri vừa ban hành, với những trường hợp người ứng cử không đạt tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham gia tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu hội nghị hiệp thương lần thứ 3, và qua đó ứng viên nào đảng không ưa sẽ bị đánh rớt. Và câu hỏi đặt ra là khi nào thì người ta bắt đầu phế truất ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo quy luật của Hiến pháp năm 2013 của Đảng Cộng sản Việt Nam và luật tổ chức Quốc hội năm 2014 nói rằng Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của dân, cơ quan quyền lực của nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Tuy nhiên, thực tế thì Quốc hội chỉ là một đảng hội, đúng hơn là Quốc hội, vì trong đó có đến 95% là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính những người này sẽ họp phiên đầu tiên sau bầu cử và thực hiện việc bầu ra chức danh Thủ tướng. Khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ chính thức bị truất phế và ông Phạm Minh Chính sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới của đảng với cương vị là Thủ tướng. Đây là hình ảnh dự kiến vào tháng 6, ông Phạm Minh Chính sẽ truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc. Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 thì đầu tiên Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách mà đảng đã định sẵn. Tiếp theo đó là bầu chức Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước. Họ sẽ bầu ông Nguyễn Xuân Phúc vào chức vụ này như những gì mà đảng đã phân công tại đại hội lần thứ 13. Và sau cùng là bầu chính phủ bao gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên chính phủ do Quốc hội quyết định. Vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, bầu cử Quốc hội thì chắc chắn trong tháng 6, những cuộc bầu bán theo kịch bản sẽ diễn ra và lúc đó ông Vương Đình Huệ làm tân Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc là tân Chủ tịch nước và cuối cùng là ông Phạm Minh Chính sẽ là tân Thủ tướng Chính phủ. Và qua thông tin cho thấy, ông Nguyễn Xuân Phúc thực ra là đang ôm hận. Thực ra nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không làm Tổng Bí thư thì ông muốn ngồi ghế Thủ tướng tiếp chứ chẳng muốn bị đẩy qua ghế Chủ tịch nước vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên do thế lực yếu hơn ông Phạm Minh Chính nên cuối cùng ông Chính chiếm mất ghế Thủ tướng đầy quyền lực. Ông Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn đã ức lắm nhưng biết làm gì cho được. Phạm Minh Chính là thế lực đang lên và có sự hậu thuẫn rất mạnh được cho rằng từ Bắc Kinh. Ba cái ghế gay gắt nhất vẫn chưa rõ là ghế Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ trưởng Bộ Công an và ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Hà Nội. Các ghế ban bệ còn lại vào tay ai cũng không có gì quan trọng lắm. Và theo một số nguồn tin chưa kiểm chứng cho thấy thì những vị trí này mà ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc đang tiếp tục chiến nhau. Có nhiều ý kiến cho rằng thế của ông Phạm Minh Chính đang rất mạnh và có thể ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ một lần nữa ôm hận trước ông Phạm Minh Chính. Vì một điều là trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính có quyền lực rất lớn và được hỗ trợ từ ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua trước ông Phạm Minh Chính. Ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang là cuộc chiến giữa ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường. Có ý kiến cho rằng khả năng ông Phan Văn Giang nắm ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là 70%. Còn ghế Bộ trưởng Công an thì giằng co giữa ông Tô Lâm và ông Phan Đình Trạc. Tuy nhiên thế mạnh vẫn đang nghiêng về phía ông Tô Lâm. Theo dự kiến thì các ghế Phó Thủ tướng khó lọt vào tay ông Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng, Vũ Đức Đam, còn lại hai vị trí Phó Thủ tướng còn lại chưa ngã ngũ. Đó sẽ là cuộc chiến phe phái mới đang lên và Phạm Minh Chính là phe cũ là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã an vị ở ghế Tổng Bí thư. Về nhân sự cho Ban Bí thư thì ông đã lo xong hết rồi. Việc còn lại là ông ngồi nhìn phe mới và phe cũ chiến đấu với nhau để ông định các ghế ở phía dưới.
Mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho báo chí gọi tên ông Hoàng Trung Hải và có thể tiếp tục ông cho gọi thêm Nguyễn Văn Bình để xử lý. Cuộc chiến cung đình chưa bao giờ kết thúc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã quá mạnh và chẳng ai muốn đối đầu với ông ta. Bây giờ, ông Phạm Minh Chính đang nổi lên như một thế lực mạnh và có thể thế lực của ông Phạm Minh Chính sẽ thay thế thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 9 tháng 2 năm 2021 với bản tin Khi nào thì Phạm Minh Chính sẽ truất phế Nguyễn Xuân Phúc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.